Chào mừng bạn ghé thăm Trạm Đọc, nơi dừng chân của những người yêu sách. Mình là Thân Thi. Có bao giờ bạn cảm thấy phải cảm ơn ai đó vì đã đến trễ? Việc gì đó may quá, nó đã không xảy ra sớm hơn không? Dù bạn đã từng hay chưa từng gặp, thì hãy lắng nghe tác giả Minh Đào chia sẻ một góc nhìn rất khác qua bài viết Cảm ơn vì đến trễ. Hãy cùng Trạm Đọc lắng nghe nhé. Có những chuyện ta sẽ cảm ơn nó vì đã đến trễ, thay vì đến lúc ta cần. Vì họ đến muộn mà bạn có thời gian xem lại những gì mình định nói. Vì người ấy trả lời chậm nên nỗi nhớ của bạn mới thành hình. Vì nó khiến ta đợi lâu, ta mới biết nó không xứng đáng để chờ lâu đến thế. Vì thành công muộn nên bạn mới biết ai đến với mình không chỉ vì thành công. Thứ gì càng khiến ta nóng lòng, nó càng xứng đáng được kiên nhẫn. Rất khó để tiếp tục chờ một người không tới, nhưng dễ hơn là chờ một thứ đến trễ. Ít nhất bạn vẫn có hy vọng vào sự hy vọng của mình. Không chưa chắc đã là không bao giờ, vì phải đợi ta mới biết được cái gì đáng để chờ đợi. Đôi khi chỉ vì hạnh phúc tắt đường chưa kịp ghé qua, không có nghĩa là nó sẽ bỏ cuộc quay đầu về. Người yêu tương lai chỉ là đang lạc đường, chứ không hẳn là sẽ chỉ ở mãi trong tương lai. Vì họ đến chậm nên đời ta được chậm lại. Đúng lúc chỉ là mọi thứ xảy ra theo kế hoạch, mà tình cảm lại là thứ luôn nằm ngoài kế hoạch. Chỉ hôn nhân mới đến đúng thời điểm, tình yêu luôn sai thời điểm. Còn tìm không phải xin phép bạn để nó được yêu. Và vì tất cả những gì chúng ta biết về tương lai là không có gì chắc chắn về nó, bạn có thể để nó đến trong vô vọng hoặc chờ đợi nó trong hy vọng. Hạnh phúc là được sống trong sự chờ đợi một điều gì đó. Đợi tin nhắn, đợi Tết đến, đợi gặp ai, đợi làm việc này. Thà bạn lòng tin rằng nó tới muộn còn hơn phủi đi sự mong đợi trong lòng mình. Sẽ có lúc bạn cảm thấy may vì thứ bạn cần không đến quá sớm. Nếu không, ta sẽ không bao giờ học được những bài học cần học. Vì họ không ở đó lúc ta cần, mà ta mới dám thử một cuộc sống không cần họ. Nếu có cậu, tớ đã không thể có bây giờ. Đôi khi cũng cần cảm ơn vì đã không ở bên, đã để tôi lại một mình và đã đến trễ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe Trạm Đọc và tác giả Minh Đào. Nếu bạn thích những nội dung Trạm Đọc chia sẻ, đừng quên like, theo dõi và chia sẻ video của Trạm nhé.